Hải Truyền và Chẩn Người thực hiện chuyên đề khuyến ngư của đài Truyền hình Vinh. Rất vui được gặp lại quý khán giả và bà con đông cư dân. Nhân dịp năm cũ năm 2021 sắp kết thúc, đón chào năm mới 2022. Ban biên tập chương trình kính chúc quý khán giả và bà con đông cư dân năm mới an khang thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành quả trong sản xuất. Chúc ngành thủy sản Trà Vinh phát triển bền vững, xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Thưa quý vị, nhìn lại năm 2021, sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nói chung và thủy sản nói riêng có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Như điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, các loại bệnh nguy hiểm vật nuôi thủy sản cơ bản được kiểm soát, nuôi tôm thâm canh mật độ cao phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc lưu thông và tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng, dẫn đến dư cung cục bộ hàng hóa nông sản làm cho giá cả sụt giảm. Trong khi giá hầu hết các loại vật tư đầu vào đều tăng, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của người dân. Nhưng với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp, sự cần cù chịu khó của bà con nông cư dân, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch trong điều kiện khó khăn dịch bệnh. Năm 2021, sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nói chung và thủy sản nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc lưu thông và tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng, dẫn đến dư cung cục bộ hàng hóa nông sản làm cho giá cả sụt giảm. Trong khi giá hầu hết các loại vật tư đầu vào đều tăng làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sản xuất thủy sản năm 2021 cũng có nhiều thuận lợi như điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Các loại bệnh nguy hiểm vật nuôi thủy sản cơ bản được kiểm soát, nuôi tôm thâm canh mật độ cao phát triển. Đặc biệt, ngành nông nghiệp Trà Vinh thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện tái cơ cấu ngành, phòng chống dịch bệnh, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi. Trong năm đã có 3 đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt, gồm phát triển lâm nghiệp, phát triển thủy sản, rà soát đánh giá nguồn lợi thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng. Qua thống kê, đến thời điểm hiện tại, diện tích thả nuôi tôm nước lợ 32.500 ha đạt 100% kế hoạch, với số lượng giống 7 tỷ con, sản lượng thu hoạch 71.000 tấn đạt 102% kế hoạch. Trong này, tôm sú diện tích 23.000 ha đạt 100% kế hoạch, với số lượng giống 1,4 tỷ con, sản lượng thu hoạch 13.000 tấn đạt 103% kế hoạch, tôm thẻ chân trắng diện tích 9.500 ha đạt 100% kế hoạch, với số lượng giống 5,6 tỷ con, sản lượng thu hoạch 58.000 tấn đạt 102% kế hoạch. Đặc biệt, tư duy sản xuất của người nuôi trồng thủy sản trong tỉnh Trà Vinh đã có hướng thay đổi tích cực nhằm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu thị trường. Riêng lĩnh vực nuôi tôm nước lợ, đến nay Trà Vinh đã có gần 11.500 ha diện tích nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh mật độ cao. Trong đó, nuôi thâm canh mật độ cao có diện tích 650 ha, tập trung ở các huyện ven biển, Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và thị xã Duyên Hải. Năng suất bình quân từ 50 đến 70 tấn một hecta. Ngoài ra, đã xuất hiện nhiều mô hình đa dạng hóa vật nuôi trong một diện tích như nuôi tôm kết hợp cá măng, cá rô phi, cua biển, nuôi cá sặc răng kết hợp cá thác lát, nuôi tôm càng xanh, tôm thẻ kết hợp trong lúa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần để Trà Vinh đạt sản lượng nuôi thủy sản 149.000 tấn, đạt 95% kế hoạch đề ra. Thì vừa qua thì được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho xã được cái mô hình là nuôi tôm sú kết hợp với cá rô phi trong dèo. Thì qua cái kết quả mà mô hình mang lại á, thì ở đây được các cô các chú trong tổ hợp tác rất là hoan nghênh. Thì trong hướng tới thì chắc chỗ nông nghiệp xã thì cũng sẽ có cái tham mưu với ủy ban cũng có kế hoạch để tiếp tục nhân rộng, cũng như là hỗ trợ cho các hộ mà tiếp để thực hiện cái mô hình nuôi tôm sú kết hợp với cá rô phi trong dèo này. Cái mục đích của cái mô hình nuôi tôm sú kết hợp với cá măng này á, là để cái con cá là nó tận dụng một phần cái thức ăn dư thừa của tôm với lại chất thải của tôm, và cái con cá măng là nó thiên về ăn lọc tảo bọt bèo thì nó là sẽ làm cái màu nước ổn định và cải thiện cái môi trường trong ao tôm của mình. Thì như vậy là con tôm nó là có thể là hạn chế được cái mầm bệnh và từ đó là hạn chế được sử dụng quá trình sử dụng thuốc với lại kháng sinh. Thì cái mô hình nuôi tôm hữu cơ này thì rồi đem lại cái lợi ích cho gia đình mình làm sao là cái thứ nhất là nắm vững về cái cơ bản trong quá trình sản xuất. Cái thứ hai nữa là phát triển kinh tế hộ. Về cái vấn đề đầu tư thì nó nhẹ về chi phí.
nhẹ về chi phí. Bởi sao anh? Bởi vì cái là kết hợp với cây lúa thì mình nuôi nó hơi thưa, nuôi con tôm nó thưa ra. Rồi cái hai nữa là mình kỹ thuật để cải tạo ao hồ cho thật tốt. Rồi có lợi ích cái cho cái quá trình chăn nuôi là vốn ít nè. Rồi hai nữa là đảm bảo việc con tôm sạch cho người tiêu dùng. Nó lợi ích cho sức khỏe cho người tiêu dùng, rồi gia đình dùng nữa. Cái mô hình mình nuôi tôm rừng á, thì con tôm nó là sống dưới rừng, thì nó hưởng những cái mà tự nhiên của những cái tán rừng đó, thì nó không có tốn mồi, tốn gì hết trơn á, thì thành ra mang lại hiệu quả cao lắm. Thì cái mô hình này là cái mô hình nuôi tôm kết hợp trồng rừng, thì được sự hỗ trợ của dự án Ngân hàng Thế giới đầu tư cho mô hình tôm rừng của huyện Giang Hải ở ba xã đó là Long Vĩnh, Long Khánh và Đông Hải. Thì với cái mô hình này á, thì người dân sẽ thực hiện các cái kỹ thuật là nuôi tôm kết hợp với trồng rừng, hướng cái người dân người ta sản xuất thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay đó. Cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là cái hướng sản xuất mà về cái nhu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm của người tiêu dùng hiện nay. Thì với cái những cái mục tiêu đó thì cái dự án hướng người dân sản xuất ra những cái sản phẩm sạch, thân thiện môi trường, tạo cái điều kiện mà nâng cao cái thu nhập cho người dân trong cái vùng ngập mặn. Tôi thấy thì cái mô hình nuôi cua thì nó tương đối ổn định hơn, bởi vì cái rủi ro cái dịch bệnh là nó ít. Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, hiện toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 1.138 tàu cá khai thác thủy sản với tổng công suất gần 150.000 mã lực. Trong đó, số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên là 260 tàu. Tham gia khai thác thủy sản xa bờ được trang bị các thiết bị hiện đại và bảo quản sản phẩm theo tiêu chuẩn. Đến nay, toàn tỉnh có 2 cảng cá và 1 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Trong đó có 1 cảng cá được công bố có đủ hệ thống xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác và được chỉ định cho tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, cập cảng cá Đình An. Năng lực bốc dỡ hàng hóa thủy sản qua 2 cảng khoảng 25.000 tấn một năm. Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh vẫn nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì, đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy hải sản, sản lượng khai thác 71.000 tấn, đạt 89,55% kế hoạch, đưa tổng sản lượng toàn ngành thủy sản đạt 220,82.000 tấn, đạt 92,95%. Năm 2022, ngành nông nghiệp Trà Vinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và động vật thủy sản. Theo đó, tổng sản lượng thủy sản năm 2022 phấn đấu đạt trên 230.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi 154,7.000 tấn, sản lượng khai thác 75,42.000 tấn. Để đạt được kết quả như mong đợi, ngành nông nghiệp Trà Vinh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển thủy sản, trong đó quan tâm công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thủy lợi, kết hợp nhiều chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung rà soát đánh giá, xác định bố trí vùng trồng, vật nuôi theo từng tiểu vùng gắn với thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh đạt mục tiêu nâng cao tỷ trọng của ngành thủy sản lên 40% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng sản lượng nuôi trồng tăng lên 67%, khai thác giảm xuống còn 33%. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành 5% trở lên và giá trị sản xuất đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 380 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, để giúp người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh được dễ dàng tiếp cận với những chính sách hỗ trợ trong nuôi trồng thủy sản, thì ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 03 năm 2021 quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Kính thưa quý bà con, để giúp người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh được dễ dàng tiếp cận với những chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thì ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 03 quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, chính sách hỗ trợ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, hay nói cách khác là Việt Gáp. Cụ thể, ở điều 5 trong nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp
gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là danh mục sản phẩm được hỗ trợ bao gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cá tra, cua biển, nghêu. Thứ hai là quy mô cơ sở được hỗ trợ đối với nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh thì tổng diện tích mặt nước các ao nuôi phải từ 5.000 mét vuông trở lên, tổng diện tích các ao nuôi tôm thâm canh mật độ cao phải từ 3.000 mét vuông trở lên. Thứ ba là nội dung và mức hỗ trợ. Hỗ trợ cho cơ sở một lần tại chu kỳ sản xuất đầu tiên áp dụng việt gáp hoặc chu kỳ tái sản xuất đối với những cơ sở đã được chứng nhận việt gáp nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ. Cụ thể là hỗ trợ kinh phí xác định vùng nuôi khu vực đủ điều kiện sản xuất theo việt gáp như điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn kỹ thuật, như đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động tại cơ sở sản xuất áp dụng việt gáp. Hỗ trợ kinh phí thuê tổ chức đánh giá chứng nhận việt gáp lần đầu hoặc cấp lại đối với cơ sở chưa được hỗ trợ. Đối với sản phẩm thủy sản thì sẽ hỗ trợ về kinh phí cải tạo ao nuôi, mua máy móc và trang thiết bị phục vụ nuôi, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý thải và nhà vệ sinh. Hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi tôm. Hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống máy điều khiển cho ăn tự động đối với nuôi tôm thâm canh mật độ cao. Về các điều kiện hỗ trợ thì chúng ta có 4 điều kiện sau đây. Về điều kiện hỗ trợ thì có 4 điều kiện để được hỗ trợ. Thứ nhất là phải nằm trong kế hoạch sản xuất của Ủy ban dân cấp xã, Ủy ban dân cấp huyện hoặc kế hoạch sản xuất của ngành, lĩnh vực. Thứ hai là sản phẩm phải đăng ký việt gáp theo đúng mẫu. Thứ ba là phải có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoặc có phương án tiêu thụ sản phẩm. Và cuối cùng là phải có giấy chứng nhận việt gáp. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đề ra, thì tổng sản lượng thủy sản năm 2022 phấn đấu đạt trên 230.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi 154.700 tấn. Tuy nhiên, theo dự báo của ngành thủy văn, thì mùa khô năm 2021-2022 sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa ngay trong mùa đông năm nay, tức là vào đầu niên vụ tôm 2021-2022, nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn mọi năm. Đây là những vấn đề rất nhạy cảm với nghề nuôi tôm. Mưa lớn kéo dài gây biến động môi trường ao nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi. Mưa lớn kéo dài làm cho nhiệt độ giảm, độ mặn giảm, cũng như là oxy, pH, độ kiềm đều giảm. Mưa lớn thì làm cho phân tầng nước trong ao nuôi, ao lắng và ao trữ nước, làm cho đục nước đối với ao đất. Và pH giảm làm cho độc tính của khí độc tăng, tôm giảm ăn, bỏ cử, tôm lột xác nhiều, tôm dễ bị stress. Để giúp cho bà con nuôi tôm có những biện pháp chủ động thích ứng với thời tiết bất ổn, đảm bảo thành công cho những vụ tôm trong năm 2022, cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Khuyến Nông và Chi cục Thủy sản Trà Vinh sẽ chia sẻ xung quanh vấn đề này. Người nuôi tôm cần phải xử lý như sau. Thứ nhất là phải đảm bảo cái hệ thống máy móc hoạt động tốt, phải trả quạt thường xuyên và quạt và sụt khí khi mưa kéo dài, sợ bỏ bớt lớp nước tầng mặt khi mưa kéo dài, và có thể là lắp thêm máy bơm khi cần thiết để bơm cái nước mưa tầng mặt bỏ, giữ mực nước ổn định từ 1,2 đến 1,5 m, kiểm tra pH thường xuyên, bón thêm vôi canxi, dolomit để ổn định pH và độ kiềm, và đặt các bơ vôi xung quanh bờ ao. Ngưng cho tôm ăn khi mưa kéo dài, bổ sung vitamin, khoáng, men đường ruột vào khẩu phần ăn cho tôm, cũng như tạt thêm khoáng natri, kali và magie để giúp cho tôm lột xác mau, cứng vỏ và ổn định môi trường. Nhiệt độ giảm thấp ảnh hưởng đến tôm nuôi như sau. Thứ nhất là giảm sức ăn của tôm. Thứ hai là tôm phân đàn di chuyển chậm chạp, kéo dài thời gian lột xác của tôm, giảm sức đề kháng của tôm, và tôm dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh đốm trắng, đỏ thân do virus
Biện pháp khắc phục qua là giữ mực nước ổn định từ 1,2 m đến 1,5 m, tăng cường vận nước và sục khí oxy, giảm thức ăn và điều chỉnh thức ăn cho hợp lý, tăng cường sức đề kháng cho tôm bằng cách là trộn thêm men vi sinh đường ruột và vitamin vào khẩu phần ăn của tôm, đồng thời tạt thêm là khoáng natri, kali và magie để ổn định môi trường, giúp cho tôm là lột xác, mau cứng vỏ. Và cái nữa là bơm nước từ ao sẵn sàng qua ao nuôi khi cần thiết để cân bằng nhiệt độ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, giá nguyên liệu trong nuôi thủy sản tăng như là thức ăn, thuốc, thú y, thủy sản ảnh hưởng lớn đến người nuôi tôm. Để mang lại hiệu quả và lợi nhuận trong quá trình nuôi tôm, bà con nuôi tôm cần phải quản lý thức ăn, phải tuân thủ theo 4 định. Thứ nhất là định chất lượng thức ăn, tùy vào mỗi giai đoạn nuôi tôm mà người nuôi tôm lựa chọn loại thức ăn cho phù hợp, đảm bảo đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng cho tôm nuôi như protein, lipid, vitamin và khoáng chất, v.v. Thứ hai là định số lượng thức ăn, lượng thức ăn phải cho ăn vừa đủ, không thừa, không thiếu. Nếu thiếu thức ăn thì sẽ ảnh hưởng làm cho tôm chậm phát triển, và dư thức ăn thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước ao nuôi. Và thứ ba là định thời gian cho tôm ăn, chỉ nên cho tôm ăn vào thời gian cố định trong ngày, giúp người nuôi tôm kiểm tra được lượng thức ăn, đồng thời dễ quan sát được hoạt động của tôm nuôi. Và thứ tư là cái địa điểm cho tôm ăn, nên cho tôm ăn cố định để tập thói quen cho tôm tránh được tình trạng dư thừa thức ăn trong ao. Khi cho tôm ăn nên tắt quạt để tôm dễ dàng bắt mồi và hấp và tiêu thụ thức ăn tốt. Vâng, xin được cảm ơn các vị diễn giả đã tham gia chương trình với chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và bà con nông dân. Ở nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, một lần nữa hãy truyền và chỉnh gửi thực hiện chuyên đề khuyến ngư của Đài Phát thanh và Truyền hình Đài Vinh. Kính chúc quý khán giả và bà con nông ngư dân năm mới an khang thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành quả trong sản xuất. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề này kỳ sau.